Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất là Tết Nguyên đán năm 2018 thì người lao động có thể được nghỉ 7 ngày và trong đó thì 2 ngày nghỉ cuối tuần và 5 ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động. Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa ký văn bản xin ý kiến bộ ngành về việc cho phép người lao động được nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2018. Phương án 1, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội được đề xuất nghỉ 2 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết, từ ngày 14 tháng 2 đến hết ngày 20 tháng 2 năm 2018. Phương án 2, người lao động được nghỉ 1 ngày trước Tết và 6 ngày sau Tết, từ 15 tháng 2 đến 21 tháng 2 năm 2018. Bộ Lao động cũng lấy ý kiến các bộ ngành về các dịp nghỉ lễ khác trong năm 2018, như Tết Dương lịch 2018 sẽ nghỉ 3 ngày, nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 nghỉ 4 ngày và dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đề xuất nghỉ 3 ngày.